phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mời vào. Dạ, em chào anh. Báo cáo anh. Anh cũng đang định gọi cho em đây. Tình hình xây dựng các công trình của công ty mình thế nào rồi? Báo cáo anh, các tòa nhà đã đến giai đoạn hoàn thiện rồi. Khách hàng rất mong được bàn giao sớm ạ. Đấy, phải như thế chứ. Dạ, hôm nay đến giai đoạn xây lắp điện, nhưng em chưa nhận được chỉ đạo của anh cùng loại xây cắp điện nào cho phù hợp ạ. Cắp điện à? Vâng. Cứ đến KDV mà mua. KDV là thương hiệu quốc gia, dẫn điện tốt, cách điện an toàn, tiết kiệm điện đấy. Dạ vâng. Xây cắp điện KDV còn đa tạo phong phú với nhiều chủng loại. Cột dẫn làm từ đồng tinh chất 99,99% đã đầy đủ tiết điện. Lại còn có sản phẩm mới là dây mềm dẹt BCMOLS thân thiện môi trường nữa anh ạ. Hiện nay các sự cố cháy nổ do cắp điện kém chất lượng chiếm đến 80% nguyên nhân. Các công trình của ta dùng dây cắp điện KDV là yên tâm an toàn đấy mà. Đằng trước nhà em chuyển sang dùng dây điện KDV thì hóa đơn tiền điện giảm hẳn, tiết kiệm được khối tiền để đi du lịch đấy ạ. Thế thì còn chờ gì nữa? Em làm văn bản đưa lên đây, anh ký triển khai ngay đi. Vâng. Dây cáp điện KDV, em nguồn sáng đến mọi nơi. Đường bay thẳng Đà Nẵng Bangkok Thái Lan từ ngày 27 tháng 10 năm 2019, Vietnam Airlines triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt giai đoạn khai trương, giảm tới 50% giá vé, chỉ từ $15 một vé khứ hồi hạng phổ thông và chỉ từ $250 một vé khứ hồi hạng thương gia khi mua vé từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2019, áp dụng cho giai đoạn khởi hành từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Mức giá này chưa bao gồm thuế phí. Truy cập website www.vietnamairlines.com, app Vietnam Airlines, gọi hotline 1900 1100 hoặc liên hệ phòng vé đại lý chính thức của Vietnam Airlines để biết thêm chi tiết và đặt vé tận hưởng ưu đãi. Ở đây Việt Nam thắng 3 trận và hòa 1 trận. Chào mừng quý vị và các bạn cùng trở lại với buổi tổng hợp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ của lượt 2 vòng bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong ít phút nữa thì sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, và lúc này thì không khí ở trên sân vận động cũng như là bên ngoài sân vận động Mỹ Đình có thể nói là cực kỳ sôi động và cuồng nhiệt. Lúc này thì chúng tôi đã liên lạc được với phóng viên Ngô Đức đang có mặt tại hiện trường. Xin chào anh Ngô Đức ạ. Xin chào biên tập viên với anh và xin chào quý vị khán giả. Vâng, điều đầu tiên mà tôi muốn anh có thể thông tin tới cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam đó là tình hình thời tiết vào lúc này có ủng hộ trận đấu hay không ạ? Vâng, phải nói rằng là đến hôm nay, tối nay có thể nói là vô cùng tuyệt vời, vô cùng lý tưởng trong trận cầu hấp dẫn như một tuần tải thấp ở đây. Nhiệt độ của tôi ở trên đá điện thoại là giao động từ 20 đến 25 độ, trời nhiều mây và chắc chắn là không có mưa. Chúng ta cũng chỉ đợi một bức tượng bàn thắng, bức tượng bóng đá vào tối nay. Tình hình không khí và số lượng cổ động viên đến sân thì như thế nào? Cổ động viên Việt Nam cũng như là Malaysia thưa anh? Vâng, ở lúc này thì có thể nói là cổ động viên Malaysia rất nhận ra đến sân. Họ ngồi chính thức khán đài đây. Và theo thống kê khoảng 1.000 cổ viên Malaysia sang Việt Nam lần này. Họ được khách được phân bổ 2.000 vé, tuy nhiên chỉ 1.000 cổ viên sang đây và 1.000 chỗ trống đang ở trên sân Mỹ Đình. Và rất nhận ra cổ viên Malaysia. Họ được khuyến cáo là đến sân đúng giờ và có lực lượng an ninh phụ trách riêng. Trong khi đó, phần còn lại của sân Mỹ Đình đang được phủ kín bởi khoảng 4 vạn các cổ viên Việt Nam với những chiếc áo đỏ rực rỡ, và họ đang vỗ tay chào đón hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam ở phía sân để làm lễ thủ tục trận đấu. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Ngô Đức. Và lúc này thì trên sân Việt Nam Mỹ Đình chuẩn bị tiến hành lễ cử hành quốc ca Việt Nam. Hai đội bóng sẽ thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay. Theo quan sát của chúng tôi thì ngày hôm nay
trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia có rất nhiều các quan chức cũng như là lãnh đạo đảng và chính phủ Việt Nam đến theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ cũng như là cùng với các cổ động viên để mà cổ vũ cho cầu thủ hai đội bóng thi đấu. Và lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang tạm thời đứng ở vị trí thứ tư tại bảng đấu của mình. Trong khi đó thì đối thủ của chúng ta là đội tuyển Malaysia đang có được 3 điểm, xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 3 điểm sau 2 trận đấu. Còn đội tuyển Việt Nam mới thi đấu có 1 trận được 1 điểm, đó là trận hòa với tỷ số 0 đều với đội tuyển Thái Lan. Lúc này ngồi bên cạnh tôi là bình luận viên Việt Anh, người sẽ cùng đồng hành với tôi trong buổi tường thuật ngày hôm nay. Thưa anh Việt Anh, lúc này thì chắc chắn là anh đã có trong tay danh sách đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Anh có thể cho biết là về phía đội tuyển Việt Nam thì chúng ta có những cái sự thay đổi nào so với trận đấu đầu tiên ạ? Có thể nói là đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này không có những sự bất ngờ so với dự đoán của giới chuyên môn. Chỉ có hai sự thay đổi so với đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ hai, đó là trận đấu chúng ta làm khách trên sân của Thái Lan, với việc Văn Hậu đã trở lại vị trí xuất phát để thay cho Nguyễn Phong Hùng Duy, và cùng với đó thì Tiến Linh đã trở lại với vị trí của mình là dự bị, và người sẽ đá chính ở trong trận đấu này là Công Phượng. Còn những vị trí còn lại của đội tuyển Việt Nam đã ra sân ngay từ đầu như trong trận đấu đầu tiên của chúng ta. Tôi muốn anh nói sâu một chút là tại sao lại là Văn Hậu khi mà cầu thủ này chỉ có 2 buổi tập cùng với đội tuyển Việt Nam thôi ạ? Trường hợp của Văn Hậu là một trong những cầu thủ mà chơi bóng ở nước ngoài, và người ta cũng đặt ra những câu hỏi về khả năng Văn Hậu ra sân ngay từ đầu. Thứ nhất là anh không được thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Heerenveen tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, và tiếp đó là một